Những nội dung chính của chương trình Vững Bước Tương Lai hôm nay: khởi động cuộc thi SIU Piano Competition năm 2022, đối thoại hướng nghiệp tuyển sinh và đào tạo, kinh tế thể thao, ngành học đón đầu xu hướng, trường học tương lai, Đại học Phan Lan đón nhận chứng chỉ AUNQA 4 chương trình đào tạo. Kính chào quý vị khán giả, các bạn học sinh, sinh viên đang đến với chương trình Vững Bước Tương Lai. Ngay sau đây, Kim Quý xin mời tất cả quý vị hãy cùng cập nhật một số thông tin giáo dục và tuyển sinh đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, với mong muốn mang đến sân chơi nghệ thuật lành mạnh, đẳng cấp quốc tế cho các bạn trẻ yêu thích âm nhạc, đặc biệt là piano, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU và Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu đã phối hợp tổ chức cuộc thi SIU Piano Competition năm 2022 dành cho các thí sinh từ 9 tuổi trở lên. Vừa qua tại Nhà hát Diên Hồng, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã diễn ra buổi lễ công bố cuộc thi SIU Piano Competition 2022 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, khán giả cùng các cơ quan truyền thông, thông tấn trong và ngoài nước. Trong mùa đầu tiên này, cuộc thi SIU Piano Competition 2022 chào đón thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, không phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da hay quốc tịch. Đối tượng tham gia sẽ bao gồm tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 9 tuổi trở lên. Cuộc thi chia làm 3 bảng: bảng A từ 9 đến 13 tuổi, bảng B 14 đến 17 tuổi, bảng C từ 18 tuổi trở lên, với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Chính thức nhận đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 30 tháng 6. Tiêu chí và mục đích của cuộc thi này của ban tổ chức thì nó là giúp lan tỏa cái vai trò của nghệ thuật âm nhạc nói chung và nghệ thuật piano nói riêng. Năm nay đã bắt đầu là Bộ Giáo dục Đào tạo đã cho phép là đưa âm nhạc vào trung học phổ thông. SIU Piano Competition 2022 hứa hẹn sẽ là sân chơi hấp dẫn dành cho các tài năng trẻ năng động, sáng tạo với âm nhạc cổ điển. Qua đó tăng cường giao lưu, kết nối, trao đổi giữa các nghệ sĩ piano trong khu vực và trên cả thế giới. Được tuyển sinh từ năm 2021, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đầu tư rất lớn để trở thành ngành học đón đầu xu hướng và tương lai là ngành học mũi nhọn của trường. Với thiết kế theo định hướng học đi đôi với hành, chú trọng hoàn toàn vào kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Ngay sau đây, Kim Quý xin mời tất cả quý vị hãy cùng tìm hiểu về ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quý vị nhé. Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn có rất nhiều môn học mới mang tính đặc trưng nghề nghiệp được đưa vào giảng dạy như mua hàng, bao bì, bao gói và xếp dỡ trong Logistics, tổ chức kinh doanh dịch vụ Logistics, marketing dịch vụ Logistics, marketing cảng biển hay marketing hàng không. Đặc biệt, trường rất chú trọng vào lĩnh vực thương mại quốc tế và kinh tế đối ngoại, nên những môn học mới như kỹ thuật thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, vận tải và bảo hiểm quốc tế đang được đầu tư rất lớn. Chương trình đào tạo sẽ đồng thời cung cấp những kiến thức bao quát trong lĩnh vực kinh tế. Qua đó, sinh viên có thể áp dụng kiến thức trong bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, từ xuất nhập khẩu, thương mại điện tử cho đến ngân hàng, bất động sản, kinh doanh. Đội ngũ giảng viên đã xây dựng nên một cái chương trình đào tạo ngành Logistics tại SIU rất là đặc trưng. Vừa có các yếu tố về nghiệp vụ, vừa các yếu tố về quản trị, vừa các yếu tố về công nghệ. Đương nhiên các sinh viên của ngành sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về ngành, về công nghệ, phát triển công nghệ, những ứng dụng rất là hot hiện nay trong ngành như là blockchain trong logistics, thậm chí là metaverse trong logistics, thì giúp các em ngay lập tức có thể hòa nhập vào cái môi trường làm việc tại các cơ quan, các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam, nơi các công nghệ được ứng dụng và được thay đổi và được cập nhật hàng ngày. Thêm vào đó thì trong chương trình đào tạo có nhấn mạnh cái mảng trải nghiệm doanh nghiệp cho các bạn sinh viên để các bạn luôn luôn cập nhật cái kiến thức mới nhất. Ngoài lợi thế nền tảng tiếng Anh, sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Quốc tế Sài Gòn sẽ sở hữu khả năng ngoại ngữ rất tốt sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thưa quý vị, Trường Đại học Hoa Sen trong mùa tuyển sinh năm nay đã chính thức ra mắt ngành học Fintech, công nghệ tài chính. Đây được xem là ngành học mới đang cực kỳ hot trong thời điểm hiện nay khi mà hoạt động tài chính đều được ứng dụng công nghệ. Trong những năm gần đây, các lĩnh vực hoạt động của ngành công nghệ tài chính tại Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng rất nhanh và được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, coi là thị trường tiềm năng của lĩnh vực công nghệ tài chính. Theo Cục Thống kê ngành lao động, mức tăng trưởng của ngành công nghệ tài chính là 6% và từ năm 2020 đến năm 2030 dự kiến sẽ cần khoảng 492.100 vị trí trong lĩnh vực này.
Nắm bắt được nhu cầu này, Trường Đại học Hoa Sen đã đầu tư rất lớn cho ngành công nghệ tài chính với chương trình đào tạo giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Đội ngũ giảng viên đến từ doanh nghiệp, các chuyên gia đầu ngành, đào tạo gắn với thực tiễn, kết hợp với các doanh nghiệp để đào tạo đồng thời hai mảng tài chính và công nghệ. Chương trình đào tạo hiện đại cập nhật từ các chương trình đào tạo của các nước Úc, Mỹ, Anh. Một khi mà trường Đại học Hoa Sen đã quyết định là tuyển ngành công nghệ tài chính, có nghĩa rằng là trường Đại học Hoa Sen đã nắm bắt được hết tất cả những cái tiềm năng phát triển của ngành này. Cho nên là sau đây trường Hoa Sen cũng là đi đầu trong việc đào tạo về công nghệ tài chính để có thể đáp ứng được rất là những cái nhu cầu về nguồn nhân lực ở trong tương lai, về những cái cuộc cách mạng công nghiệp nó đang sắp tới, nó sẽ làm thay đổi cả thị trường tài chính, bất động sản hay tất cả những cái thị trường kinh tế nói chung trong tương lai. Là ngành học mới hướng đến công nghệ tiên tiến hiện đại, một số môn học của ngành được triển khai như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công nghệ tài chính, ứng dụng dữ liệu lớn tài chính, ứng dụng phần mềm tài chính, lập trình hướng đối tượng trong Bitcoin, trực quan hóa dữ liệu, ngân hàng số, đề án ứng dụng công nghệ tài chính. Sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ tài chính có thể làm việc tại các vị trí như chuyên viên hoạch định chiến lược, quản lý hệ thống thông tin, quản trị phân tích dữ liệu, quản trị và phân tích rủi ro, quản lý dự án công nghệ, chuyên gia phát triển sản phẩm và dịch vụ tại các công ty công nghệ tài chính, các công ty phát triển công nghệ và phần mềm, ngân hàng thương mại và các công ty cung ứng dịch vụ cho thị trường tài chính, các cơ quan nhà nước. Trong phần tiếp theo của chương trình, Kim Quý xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi nội dung đáng chú ý của tiểu mục Đối thoại hướng nghiệp, tuyển sinh và đào tạo. Kính chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với tiểu mục Đối thoại của chương trình Vững bước tương lai. Khi mà nói về ngành đào tạo thể thao, chúng ta đã nghe rất nhiều về thể dục thể thao. Thế nhưng có một ngành gọi là ngành kinh tế thể thao vẫn còn khá mới đối với phần lớn người Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi mời đến đây Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao, đồng thời là Phó Viện trưởng Viện Lãnh đạo và Quản lý Đại học Hoa Sen, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào cô. Xin chào MC, xin chào quý vị khán giả. Lần đầu tiên xin được cảm ơn cô đã nhận lời đến chia sẻ với quý vị khán giả xem đài. Thưa cô, cô có thể giúp cho Thái Dương cũng như quý vị khán giả được gỡ rối cụm từ kinh tế thể thao là như thế nào được không ạ? Thì hiện nay trong lĩnh vực thể thao thì gồm có 5 chuyên ngành lớn, đó là giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, y sinh học thể thao, quản lý thể thao và ngành mới đó là ngành kinh tế thể thao. Ở Việt Nam chúng ta, kinh tế thể thao thì các bạn chưa biết nhiều. Nhưng đối với ở những nước tiên tiến trên thế giới, nó là một ngành công nghiệp thể thao chứ không phải là một ngành kinh tế thể thao. Cũng giống như những ngành kinh tế khác thì nó phải có vận hành một cái công nghiệp về thể thao. Ví dụ về một ngành gốp, khi bạn chơi gốp thì bạn phải có gì? Quần áo, phải có gậy và tất cả bóng thì nó sẽ liên kết với nhau thành một ngành công nghiệp để cung cấp những cái sản phẩm thể thao cho các người tiêu dùng thể thao. Thế còn vai trò của một người tốt nghiệp ngành kinh tế thể thao là ở trong cái khúc nào vậy cô? Học ngành kinh tế thể thao, khi ra trường thì các bạn sẽ có những cái lĩnh vực phù hợp với cái nguyện vọng của các bạn đang làm. Ở Việt Nam chúng ta rất nhiều các câu lạc bộ, rất nhiều các công ty, kể cả cơ quan trường học đều cần phát triển về cái sự nghiệp thể thao, thì trong đó không thể tách rời ra vấn đề là kinh tế thể thao, bởi vì kinh tế thể thao nó sẽ giúp cho cái sự nghiệp thể thao phát triển hơn. Bây giờ thì Thái Dương đã có thể mường tượng được sơ sơ về cái khái niệm kinh tế thể thao. Thế còn cụ thể khi mà mình học, cô đặc biệt là học tại Đại học Hoa Sen thì chúng ta sẽ được học những cái gì ạ? Khi các bạn học cái ngành kinh tế thể thao, không phải là các bạn đào tạo ra là đi giảng dạy. Chúng ta học về chuyên môn, về những cái kiến thức về kinh doanh riêng về lĩnh vực thể thao. Như vậy thì kinh tế thể thao có vẻ gần với kinh tế hơn. Nó giống như những ngành kinh tế khác. Ví dụ như chúng ta có ngành kinh doanh bất động sản, thể thao cũng là một ngành kinh tế. Chúng ta mà biết khai thác ở thị trường thể thao thì thật sự đây là một tiềm năng rất lớn mà chúng ta đã bỏ ngỏ. Nếu chúng ta biết đầu tư đúng và kinh doanh lâu dài thì chắc chắn cái tiềm lực về thể thao sẽ phát triển. Hồi nãy cô có nói đây là một ngành mới, nhưng mà theo Thái Dương được biết thì tại Đại học Hoa Sen thì không có mới lắm phải không cô? Trường chúng tôi đã đầy đủ về vấn đề là cơ sở vật chất, đầy đủ về chuyên môn và các ngành kinh tế khác hỗ trợ. Do đó ngành kinh tế thể thao mới được bộ cho phép mở ngành vào năm 2020. Yeah. Đây là năm thứ hai chúng tôi tuyển sinh. Cô có thể chia sẻ một chút xíu về chỉ tiêu tuyển sinh? Năm thứ hai này thì chúng tôi tuyển 200 sinh viên. Đối với cái ngành thể thao này thì cũng có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là phải là thể thao thì mới được vào. Thái Dương cũng có cái suy nghĩ đó. Ai yêu thích về kinh doanh, ai yêu thích về thể thao thì có thể vào được. Hiện nay đối với việc xét tuyển thì cũng như giống như các ngành khác thì Hoa Sen sẽ xét tuyển học bạ
và các phương thức còn lại của Hoa Sen. Đối với ngành kinh tế thao thì Hoa Sen đặc biệt là sẽ ưu tiên những vận động viên chuyên nghiệp và những tài năng mà thể thao của Việt Nam. Nếu như các vận động viên mà tham gia về ngành thể thao thì các bạn có đủ cái điều kiện, đủ cái năng lực, đủ cái sự đam mê để các bạn sẽ tự khởi nghiệp từ cái thương hiệu của mình, từ cái năng lực chúng ta đang có. Hiện nay ở các trường học hoặc là ở các trung tâm thể thao, nhân viên hoặc kể cả những cái chiến lược về quản lý, về kinh doanh hoàn toàn là do cái kinh nghiệm để lại. Yeah. Họ không chỉ có những cái nguồn lực chuyên nghiệp mà để xây dựng một chiến lược về kinh doanh thể thao hoàn toàn phải cần có con người chuyên nghiệp. Thế thì cô có thể cho Thái Dương cũng như quý vị khán giả được biết điểm khác biệt lớn nhất của những người hoạt động kinh tế, thể thao và những ngành kinh tế bình thường khác được không ạ? Nếu như những bạn mà chuyên nghiệp về thể thao thì bạn sẽ có những cái điều kiện tốt hơn. Yeah. Họ hiểu biết hơn về cái chuyên môn của họ. Những người mà không chuyên nghiệp về thể thao thì họ vẫn có quyền tham gia ngành này. Yeah. Quan trọng là có đam mê, có đủ nghị lực. Giống như chúng tôi thường hay nói trong thể thao thì có 5 tố chất. Yeah. Nhanh, mạnh, mềm, dẻo, khéo léo. Mà quan trọng nhất đó là cái thái độ. Yeah. Thật sự thái độ nó sẽ quyết định trong công việc của mình. Là mình có nghiêm túc, thật sự yêu cái ngành nghề đó hay không? Yeah. Để chúng ta phát triển về cái ngành của mình. Bây giờ nếu như Thái Dương là một người sinh viên hoặc là một thí sinh chuẩn bị để tìm ngành học á, thì Thái Dương sẽ quan tâm là khi mà vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có vốn để khởi nghiệp, thì mình sẽ làm việc ở đâu? Thật sự ra rất nhiều cơ hội để chúng ta làm. Yeah. Quan trọng là mình phải thể hiện mình có năng lực hay không. Thường hay nói rằng là ra thì có việc làm, nhưng quan trọng nếu chúng ta không có cái năng lực thì chẳng chỗ nào nhận cả. Đối với ngành thể thao thì cái chương trình đào tạo nó nghiêng về kinh tế. Yeah. Chứ không giảng dạy như những cái ngành chương trình đào tạo khác là huấn luyện thể thao. Yeah. Hoặc là giáo dục thể chất để đào tạo để giảng dạy. Còn này là chúng ta đào tạo ra những chuyên viên, những người mà khởi nghiệp, doanh nghiệp. Hiện nay có 3 cái hướng ngành lớn, gồm có 9 chuyên ngành nhỏ. Yeah. Khi các bạn học về kinh doanh và quản lý thể thao thì các bạn sẽ theo là thứ nhất là quản lý hay là quản trị các câu lạc bộ thể thao, kinh doanh các ngành cửa hàng thể thao. Yeah. Hay, hoặc là chuyển nhượng các về cầu thủ thể thao. Oh. Cái hướng thứ hai đối với ngành kinh thể thao đó là về du lịch, thì các bạn có thể tham gia thứ nhất là về sức khỏe thể thao, là fitness. Yeah. Chăm sóc sức khỏe, hoặc là tất cả cái ngành như là dinh dưỡng và thể thao. Wow. Công nghệ spa thể thao. Yeah. Đấy. Thì cái hướng thứ ba đó là marketing và thể thao. Digital và media hoặc tất cả tổ chức sự kiện thể thao. Cái thời gian đào tạo của ngành kinh tế thể thao thì từ 3 năm tới 3 năm rưỡi, là tùy thuộc vào sinh viên. Họ có cái năng lực và họ có cái thời gian để họ tải hết tất cả những cái kiến thức mà bắt buộc của trường. Wow, nghe có vẻ rất là nhiều kiến thức hả cô? Đúng. Cô có thể nói cụ thể một chút xíu là chương trình đào tạo sẽ gồm có những môn nào để cho các bạn thí sinh có thể chuẩn bị tâm lý? Ngoài cái kiến thức cơ bản và kiến thức về đại cương thì các bạn sẽ được học những cái môn chuyên ngành, ví dụ như là quản trị tài chính thể thao, quản trị công trình về thể thao, quản trị marketing và truyền thông thể thao. Rất nhiều những môn học khác để khi các bạn ra trường thì các bạn nắm được những cái cơ bản, ví dụ như digital marketing hoặc là tài trợ và marketing thể thao như thế nào trong quá trình mà các bạn sẽ quản trị, quản lý ở một cái doanh nghiệp nào đó hoặc một vị trí làm việc nào đó. Vừa rồi cô có nhắc rất nhiều về cụm từ quản trị và khởi nghiệp. Có vẻ như đó là mục tiêu lâu dài, mục tiêu chính của những bạn học ngành kinh tế thể thao đúng không cô? Mà theo như Thái Dương được biết thì để khởi nghiệp cần phải có rất nhiều kinh nghiệm. Mà một trong những cách đơn giản nhất để có kinh nghiệm chính là đi thực tập. Vậy thì không biết cơ hội thực tập của các bạn sinh viên ngành mình là như thế nào cô nhỉ? Hiện nay đối với ngành kinh tế thể thao thì sinh viên sẽ được đi thực tập 2 kỳ. Các bạn sẽ đi thực tập nhận thức. Các bạn sẽ được giới thiệu đến các công ty, các doanh nghiệp, các câu lạc bộ để các bạn được trải nghiệm. Xem là mình có đủ cái năng lực về để tiếp tục cái sự nghiệp của mình hay không. Hiện nay thì trường đại học Hoa Sen đã ký kết khoảng độ gần 300 cái doanh nghiệp để cho các em thực tập. Cái thực tập tốt nghiệp để khẳng định các bạn sau khi học rồi thì các bạn sẽ trở thành một cái nhà doanh nghiệp hoặc một nhà quản trị một công ty nào đấy mà các bạn đang mong muốn. Cô có thể chia sẻ một chút xíu về những cái kênh thông tin để các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu có nguyện vọng vào trường Hoa Sen và đặc biệt là ngành kinh tế thể thao được không ạ? Hiện nay thì đối với cái ngành kinh tế thể thao, các bạn sẽ vào trang web của Hoa Sen để đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến luôn cũng được. Thì đối với những vận động viên quốc gia quốc tế trở lên thì các bạn sẽ được những ưu tiên. Thì ngoài ra thì bên trường đại học Hoa Sen có những chính sách về hỗ trợ về học bổng tài năng thể thao cho sinh viên.
Nếu phải chọn ra 3 từ để miêu tả sinh viên ngành kinh tế thể thao thì cô sẽ chọn 3 từ gì ạ? Đối với ngành kinh tế thể thao thì cô sẽ nói với các bạn sinh viên rằng khỏe đẹp, năng động và nhạy bén. Wow, rõ ràng là một slogan, có thể gọi là một slogan bao gồm cả phần thể thao và cả phần kinh tế ở trong đó nữa. Trong đó cái phần thể thao chiếm 1/3 là khỏe đẹp, còn 2 phần còn lại phần lớn đó chính là năng động và nhạy bén, để cho chúng ta thấy rằng đây rõ ràng là một ngành kinh doanh, một ngành kinh tế. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hiền Thanh đã nhận lời đến tham gia chương trình và chia sẻ rất nhiều thông tin hữu ích với các quý vị khán giả xem đài. Và bây giờ xin được mời tất cả quý vị khán giả cùng đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUNQA, mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, dành cho 4 chương trình đào tạo của trường, bao gồm ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành thiết kế đồ họa, ngành kế toán và ngành quản trị khách sạn. Trường Đại học Văn Lang trước thềm mùa tuyển sinh 2022 đã tự hào đón nhận tin vui khi có 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn đánh giá chất lượng quốc tế AUNQA. 4 ngành học đó là thiết kế đồ họa, kế toán, công nghệ kỹ thuật môi trường và ngành quản trị khách sạn. Thật không dễ dàng và đó là một hành trình liên tục không có hồi kết. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ đối với các chương trình đầu tiên mà phần còn lại của chương trình trong các ngành kế tiếp. Và trường đại học tiếp tục cải thiện chương trình giảng dạy, thiết kế chương trình giảng dạy cần phải hướng ra bên ngoài và đầu tư vào hệ thống thực hành, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Điều mà tôi cảm thấy ấn tượng với cái chương trình cũng như là về những cái chất lượng của cái chương trình AUN đó là những cái xu hướng mới cập nhật của ngành du lịch khách sạn hiện nay và những cái bộ chương trình của trường nó đã hầu như đáp ứng những cái chuẩn mà những cái doanh nghiệp đang yêu cầu. Ngoài ra những cái kỹ năng mềm cũng như là những cái xu hướng trên thế giới hiện nay thì tôi thấy rằng trong chương trình nó đã được đưa vào lồng ghép vào những cái chương trình đấy, thì đó là điều tôi cảm thấy rất là ấn tượng. Ngành thiết kế đồ họa của Trường Đại học Văn Lang có lịch sử đào tạo rất lâu đời. Sinh viên ngành thiết kế đồ họa được đào tạo kiến thức nền tảng về hình họa, trang trí, xử lý hình ảnh, kỹ thuật và vật liệu in ấn. Hiện nay, ngành thiết kế đồ họa của VLU có liên kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác Hàn Quốc, quốc gia hàng đầu thế giới về thiết kế. Ngành kế toán của Trường Đại học Văn Lang đào tạo các lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán, kế toán thuế. Sinh viên có cơ hội thi và nhận bằng chứng chỉ kế toán ACCA và LCCI có giá trị toàn cầu, tạo ưu thế khi tìm kiếm việc làm. Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường của Trường Đại học Văn Lang là nơi đào tạo lĩnh vực môi trường lâu đời, có uy tín với 3 lĩnh vực chuyên sâu: công nghệ, quản lý môi trường và biến đổi khí hậu. Ngành quản trị khách sạn với mục tiêu đào tạo của khoa du lịch là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhạy bén với xu hướng mới, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, hướng đến hội nhập ASEAN và quốc tế. Một cái văn hóa chất lượng trong toàn thể cộng đồng của Văn Lang, một cái giá trị nó nằm ở chỗ là mọi người đều hiểu là mỗi ngày chúng ta đều phải làm tốt hơn ngày hôm qua. Và cái giá trị nữa mang lại đó là gì? Văn Lang tự tin rằng Văn Lang đã luôn luôn cam kết với xã hội về chất lượng và Văn Lang tự tin rằng mình có thể gọi là đạt tiêu chuẩn của các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Thì đó là hình ảnh của Văn Lang nói riêng, nhưng nó cũng là hình ảnh của Việt Nam nói chung. Khi chúng ta đào tạo, chúng ta tự tin rằng những con người chúng ta đào tạo có thể gọi là going global, có thể đạt tiêu chuẩn của quốc tế. Đối với ngành nghệ thuật thì chúng ta khó có một cái mức độ nào mà để đánh giá một cách tương đối chuẩn. Thì hiện nay là đối với ngành đồ họa của Trường Đại học Văn Lang thì đã tự hào nói rằng chúng tôi có thể so sánh và ngang bằng với các bạn bè, với các trường đại học khác ở trong khu vực. Và đó cũng chính là một cái, tôi nghĩ rằng đó là một cái điểm mạnh và điểm giúp cho các bạn học sinh phổ thông cũng như phụ huynh là tự tin, yên tâm hơn để khi mà gửi gắm con em mình vào trong cái ngành học ở Trường Đại học Văn Lang. Trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng theo khung đảm bảo chất lượng của AUNQA, thực hiện tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tiếp theo, nhằm hướng đến mục tiêu đạt chứng nhận chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của khu vực. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vững Bước Tương Lai tuần này. Quý vị hãy nhớ đón xem chương trình hàng tuần vào lúc 16:20 Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1, 8:45 thứ Hai trên truyền hình Vĩnh Long 4 và xem lại trên kênh YouTube của truyền hình Vĩnh Long quý vị nhé. Còn bây giờ, Kim Quý xin chào và hẹn gặp lại.